Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn ạ, hôm qua thì khi mà Tissu đăng cái phần phát quà hỗ trợ cho người nghèo 250 suất ăn sáng của một cái doanh nghiệp ở Phan Thiết Bình Thuận, thì cũng có một chị bình luận là ở ngoài Mũi Né đó, là ngày hôm qua mới vừa có một cái cây ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo nữa. Cho nên là hôm nay là Tissu dậy sớm để chạy ra ngoài Mũi Né quay lại cái phong cảnh của cái việc phát gạo miễn phí bằng cây ATM này để chia sẻ đến cả nhà mình hôm nay. Tissu đang đi ở trên đường Huỳnh Phúc Kháng ạ. Từ Phan Thiết Tissu chạy ra đây mất khoảng 30 đến 40 phút. Nếu mà đi nhanh thì 30, còn đi chậm thì 40 phút. Và hỏi xung quanh mọi người ở đây thì nói là phát gạo miễn phí ở ngay chỗ Ủy ban Nhân dân phường. Đây, mọi người đang đứng chờ ở đây. Tissu đã thấy rồi nè, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né nè. Để Tissu qua bên kia đường, Tissu gửi xe nha. Thì ở đây là cái khung cảnh mọi người đang xếp hàng chờ để mà nhận gạo miễn phí, mà Tissu cũng không biết là như thế nào nữa. Bây giờ mình đi qua mình xin ha. Thì thưa cô chú anh chị và các bạn, thì ở đây mọi người đang xếp hàng rất là trật tự, có khoảng cách để mà nhận được những cái suất gạo của mình. Tissu có hỏi một số cái cô chú ở đây thì họ nói là cái số gạo này là do những cái người mà là quê gốc ở Phan Thiết, rồi họ nhìn thấy được cái tình hình Covid-19 tại Bình Thuận, thì cái lòng hảo tâm của họ thì họ tài trợ cho cái phần gạo, và gạo sẽ được phát qua cái cây ATM này, và mọi người đang xếp hàng ở đây chờ. Mọi người theo Tissu hỏi thì mọi người sẽ được nhận một phần, và một phần như vậy là chỉ có mỗi cá nhân được nhận thôi, không được nhận thay. Chị ở đây mọi người nhận được bao nhiêu ký chị? Dạ, cái rưỡi sao? Cái rưỡi hả? Là mình sẽ có được cái phiếu như vậy hả? Dạ. Phát cái phiếu rồi mình ra đây mình đứng mình chờ mình nhận hả? Dạ, cảm ơn chị ạ. Đó, thì mọi người sẽ xếp hàng theo thứ tự như thế này, có khoảng cách xa để cho nhận gạo. Này là đi đi một vòng tròn. Đó, mọi người thì xếp theo thứ tự, không có xô lắng chen đẩy gì hết. Dạ. Cái này có phiếu mới nhận được mà phải không chị? Cái này có phiếu mới nhận được mà. Dạ. Ở này là giữ an toàn khoảng cách nè. Vui lòng xếp hàng tại đây. Đó, ai muốn nhận gạo thì sẽ lại đây để mà đứng chờ xếp hàng. Làm có sự xếp hàng, không có chen lấn xô đẩy gì hết ạ. Cái này là mình nhận gạo rồi hả, quê gì? Dạ. Cái này là mình xếp hàng từ lúc nào ạ? Dạ, 7 giờ rưỡi. Mỗi gia đình mình hay là mỗi cá nhân được nhận bao nhiêu ký hả? Một gia đình như đây là mấy ký hả? Không biết mấy nhiêu ký. Cầu từ ký 8, cầu ký 7 gì đó. Xong cho 2 ký chan. Dạ, nhưng mà cái này là ngày nào mình cũng được ra nhận hay là... À, cái là mỗi ngày mình ra đây mình lãnh gạo như vậy. Dạ, cái này là mới ngày hôm qua hay gì ha? Cái này thì mình có nghe nói là mình sẽ được nhận như vậy đến trong bao lâu? Đến hả? Dạ. Hết dịch nè. Dạ. Như vậy thì cũng đỡ cho bà con mình ạ. Dạ. Bây giờ ví dụ một gia đình thì mấy người cũng là một phiếu à, nếu như không có phiếu à. Dạ. Bao nhiêu người là bao nhiêu phiếu ha? Dạ, bao nhiêu người một gia đình là cứ một phiếu, có một cái sổ hộ khẩu là sẽ đem dạ là ra là nhận được gạo. Dạ. À, con cảm ơn gì ạ? Dạ. Dạ thì mọi người ở đây xếp hàng nhận theo tư số hỏi thăm á, thì mình sẽ có phát buổi sáng và có phát buổi chiều nữa cả nhà mình ạ. À.
có giấy đề can dán để mà mọi người xếp hàng theo thứ tự nè. Ở đây thì có nhiều người cũng đi hàng chờ. Và phía trước mặt mình ở xa đây là cái chợ Mũi Né cả nhà mình. Thì nhân đây Tiso cũng kính gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip của Tiso mỗi ngày được đăng vào lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam. Chúc mọi người an nhiên, vui trong cuộc sống ạ. Thì Tiso thấy đây có một cái anh cũng đang đứng chờ. Dạ, chào anh, mình là nhận theo cho gia đình hả? Dạ, nhận theo gia đình. Dạ. Rồi mình chờ ở đây từ mấy giờ anh? Đi lên anh nè. Từ mấy giờ ạ? Từ 8 giờ. Dạ, hôm qua anh nhận được chưa ạ? Dạ rồi. Rồi là một nhà mình có mấy người ạ? Năm người. Mà mình có biết là cái gạo này là được từ đâu hỗ trợ cho mình không ạ? Không. Không hả? Thì em có hỏi là họ nói là của từ phường thì họ sẽ tổ chức để mà cho mình nhận, nhưng mà gạo này là do những mạnh thường quân, những người hảo tâm á, họ hỗ trợ cho người dân của mình đó ạ. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, anh đi lên để nhận gạo. Ở đây là cái gọi là ATM phát gạo, nhưng mà là Tiso nhìn quan sát thì cái này là có nghĩa là cái tự chế nè. Cái trang thiết bị dụng cụ này là mình tự làm nè. Có sáng kiến. Đó là bấm nút. Bấm nút xong rồi gạo sẽ chạy ra. Cái này là theo cùng cái định lượng cho một gia đình. Thì khi đến hết số thì chắc là sẽ tự dừng. Lấy cái bị ni lông được treo ở đây. Đó, ở đây thì cả nhà mình nhìn thấy là được vệ sinh tay, có nước rửa tay trước khi mà bấm nút. Rất là thực hiện tốt việc cái bảo vệ sức khỏe của mình trong cái mùa dịch Covid-19 là đeo khẩu trang rồi vệ sinh tay. Đó, vệ sinh tay nè. Trước khi đánh bấm nút xoa tay sạch sẽ. Bấm xong là 3 giây sau mới là gạo mới chảy ra. Vệ sinh tay cả nhà mình. Đây cụ cao tuổi cho nên là được ưu tiên. Những hình ảnh rất là đẹp của các anh chị ở phường á. Ra quá rồi sao vậy? Rồi. Bà không có khẩu trang, mấy anh chị là đeo khẩu trang cho bà luôn. Đó. Cô chú anh chị, các bạn thấy là cuộc sống rất là ấm lòng ở trong những cái mùa dịch này, ở những cái nơi khó khăn trong cuộc sống, mình mới thấy là những người dân họ yêu thương lẫn nhau. Rồi, sức kẹo về nha. Để đây, xe rồi. Đây, 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 đ
thì khi mà đến nhận gạo là mọi người sẽ được rửa tay nè, trang bị nước rửa tay nè. Đó. Rồi bỏ phiếu vào thùng. Mà không có mang khẩu trang thì cũng phải cho khẩu trang cho. Dạ, không có khẩu trang thì được trang bị khẩu trang. Rồi sẽ đến bấm nút để nhận gạo, cho nên rất là tuân thủ những cái quy định trong cái Covid-19 này để đảm bảo được sức khỏe cho cộng đồng. À, dạ cô nhận được cái suất gạo ở đây chưa ạ? Dạ, nhận rồi hả? Hôm nay là ngày đầu tiên hay là ngày thứ hai cô nhận được gạo ạ? Dạ, và cô biết được cái thông tin là ở Ủy ban Nhân dân phường sẽ phát gạo là ở lúc nào ạ? Dạ, là mọi người xuống thông báo cho mình ạ. Dạ, rồi mỗi gia đình thì mình sẽ được nhận một phiếu ạ. Là mình nhận sáng rồi chiều mình ra mình nhận nữa hả? Hay là ngày mai? Ngày một lần thôi ạ? À, một ngày một lần thôi ạ. Dạ, rồi mình ngồi đây mình chờ đi chợ ạ? Chờ đi chợ. Dạ, à, con cảm ơn cô nha. Nhà cô ở gần đây không? Dạ, thì mà khi mà nhận gạo gì thì cô có cái suy nghĩ hay có cảm xúc gì không hả cô? Không ạ. Dạ hả? Chị? Dạ, thấy mình cuộc sống này mọi người cũng chan hòa, cũng yêu thương nhau hả chị ha? Chứ trước giờ thì mình ở Phan Thiết mình thì đâu có những cái như vậy đâu phải không ạ? Dạ, à, em cảm ơn ạ. Dạ thì kính thưa cô chú anh chị và các bạn, khi nãy giờ thì Tisu có quay lại cái hình ảnh cây ATM phát gạo ở Phan Thiết. Mặc dù là mình nhìn cái cây ATM nó không có giống như ở những cái tỉnh thành khác, nhưng mà đó là một cái sự gọi là sáng tạo, với lại là cùng yêu thương giúp đỡ tương trợ lẫn nhau của những người dân Phan Thiết, cũng như là những người con là dân Phan Thiết nhưng mà sống xa quê hương, thì họ cùng chung tay góp sức để tạo nên một cái sức mạnh của cộng đồng, giúp cho những người nghèo khó, những người gặp khó khăn, những người dân không thể buôn bán trong khoảng thời gian này, và những người bán vé số hoặc là những người cơ nhỏ, họ có được những cái suất gạo để mà bữa cơm của mình, bữa ăn của mình vẫn có thể là no bụng. Và một lần nữa thì thật sự là Tisu ra đến tận đây nhìn cảm thấy rất là xúc động, không biết chia sẻ thêm một cái gì nữa về cái lời nói của mình. Nhưng mà qua những cái hình ảnh này, Tisu mong muốn rằng là gửi đến cô chú anh chị và các bạn ở xa quê hương hãy yên lòng rằng là mọi người ở đây đều được quan tâm, và cuộc sống của họ cũng một phần nào đỡ vất vả bởi những cái tấm lòng vàng của những người dân Phan Thiết. Và kính gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.